2 6 7 Lý 6 7 Alo 1 2 6 Rồi, Audio Tạ Nguyễn xin chào lại quý anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về một cái mẫu mixer mới có tên là Yamaha M4 USB. Đó, cái mẫu này nó có 4 line. Thật ra thì nó có 5 line. Nó có 3 line Canon và 5 line 6 ly. 5 cộng 6 ly. Với cái bàn mixer này thì anh em có thể kết nối dàn karaoke gia đình, âm thanh loa kéo lưu động hoặc là loa kẹo kết nối loa kẹo kéo, và có thể là kết nối bộ hát live stream rất là hay. Con này nó có 99 hiệu ứng, có tích hợp Bluetooth, có đủ các chế độ echo, delay, reverb, đặc biệt là reverb nó rất là sáng. Ok, bây giờ mình đang nói chế độ echo delay ha. Giờ em sẽ thử chế độ reverb cho mọi người xem. Nó sử dụng giống như con M11 hay là M9 gì đó. 1, 2, 6, 7, 8, ly, 6, 7, 2, 2. Đó, anh em nghe ha. Rồi, ở đây là chế độ trộn reverb và delay. 1, 2, 6, 7, ly. Đó, tùy chọn, anh em tùy chọn thích chế độ nào nó có hết trong 99 chế độ. Và nhạc em đang kết nối vào Bluetooth. Đó, ở đây nó cũng có 7 cần equalizer là chỉnh thay thế cho lọc xì á. Chỉnh chép nè, 1, 2, 6, 6, ly, 6, 7. Đấy, chỉnh rất là linh động luôn và rất nhạy luôn. Thì cách sử dụng nó cũng giống như con M9 hay M11 thôi. Bluetooth nó cũng vậy, kết nối cũng y vậy luôn. Và kết nối mic là ở đây, kết nối mic ở đây chúng ta có thể kết nối ra âm ly hoặc là cục đẩy hoặc là nâng tiếng, đường cổng 6 ly MXL và MXR, và hai cổng led drive bằng Canon. Nếu anh chị em chúng ta dùng cục đẩy thì chúng ta kết nối bằng hoặc âm ly, chúng ta kết nối bằng đường Canon thì đường tiếng nó sẽ ra đầy hơn, đường nhạc nó cũng ra sẽ đầy hơn ha. Livestream thì chúng ta có thể kết nối bộ livestream rất là đơn giản. Ở đây là anh em nhìn thấy ở đây là cái bộ kết nối ra dây livestream ha, ra đường này cổng MXL và MXR, đó ra dây livestream. Còn đây là chúng ta kết nối bằng cổng phone để chúng ta nghe, để chúng ta hát và điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ trên tai nghe bằng cổng nút phone. Còn lại livestream thì chúng ta sẽ đi ra đường này và ra đường main. Khi anh em livestream, anh em đi để cái mức cố định nó như thế này là rất là ok. Rồi, đường mic thì chúng ta có như này. Khi livestream nó tùy theo góc độ mic. Ví dụ như là em đang livestream bằng cái mic V500, tại mic V500 rất là sáng, hút rất là xa, cho nên em giảm treble trung lại và tăng bass. Còn anh em có thể là anh em sử dụng mic K200 hoặc là BC K320 thì chúng ta sẽ giảm bass lại và tăng treble, tăng trung lên. Nó linh động tùy theo loại mic, hoặc là mic IXK AT100 thì chúng ta cũng chỉnh sao cho nó nghe nó vừa là được. Nó chỉnh mic thì chúng ta chỉnh trên cái đường này. Đó, nhạc thì Bluetooth thì chúng ta chỉnh đường này, hoặc là anh em lấy nhạc bằng hai đường này, hoặc là lấy nhạc trên TV xuống hai đường này cũng được, hoặc là hai đường này cũng được nha. Rồi, ok. Cái con mixer này có giá tại cửa hàng là 2.900.000 đồng. 2.900.000 đồng nha mọi người. Riêng bằng mixer không nha, không có micro nha. Chơi micro, bằng mixer không và cục nguồn. Anh em lưu ý giùm em nha. Có nhiều anh em cứ nghĩ em bằng mixer, tại vì em nói thì phải có mic để nói cho mọi người nghe, còn không có mic sao nói được. Cho nên là nhiều anh em không hiểu là bằng mixer nó có đầy đủ hết, cả loa, cả đẩy luôn này kia thì nó nhức đầu lắm. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái bằng mixer này thì liên hệ với em nha. 0937381978, 0903430156, địa chỉ 394 đường cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Rồi, bây giờ em sẽ test một đoạn cho mọi người nghe nha. Hát một đoạn cho mọi người nghe. Bây giờ tại em thích chế độ Eco Delay nên em sẽ hát bằng Eco Delay. Em chọn chế độ 43. Hát reverb cũng được, nó tùy mọi người mỗi giọng, tại giọng em nó xé vậy lắm. Em chọn Eco Delay. 1 Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em, chân bước ngập ngừng đầy vơi nỗi niềm thương thầm ai đó bên hiên. Tóc thề buông xõa vai mềm, em vuốt dòng ra dạo ngoan hiền.
anh vẫn đi về. Con ngỏ tình yêu chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thứ tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi ai ấy một điều, e trôi bỏ thêm khổ đau. Rồi, ok, em vừa test một đoạn xong cho mọi người nghe ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.